Thưa quý vị, lại một ghi nhận nữa đến từ truyền hình Bình Thuận. Kể từ đợt bùng dịch COVID-19 lần thứ tư cho đến nay, thì các địa phương của huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã rất nỗ lực trong việc kiểm soát và phòng chống dịch COVID-19, duy trì và bảo vệ được vùng xanh. Hiện tại, huyện Bắc Bình là một trong những địa phương thuộc vùng xanh của tỉnh Bình Thuận, nên ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định 2780 ngày 18 tháng 10, mọi hoạt động thường ngày của người dân nơi đây đã trở lại trạng thái bình thường mới. Các hàng quán, chợ, cửa hiệu kinh doanh đều mở cửa hoạt động trở lại sau thời gian khá dài thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 để phòng chống dịch COVID-19. Nhịp sống thường ngày đã trở lại với người dân vùng xanh huyện Bắc Bình, khiến nhân dân rất phấn khởi. Người dân cũng tự giác và ý thức trong việc tuân thủ khuyến cáo 5K để bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng. Mới đây, thì Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa vừa có quyết định về việc kiểm tra việc tuân thủ tạo mã, quét mã QR, địa điểm nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Theo đó, đoàn kiểm tra của Sở sẽ kiểm tra tại 16 cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị điện tử, tin học, văn hóa phẩm, chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố Nha Trang. Tại những điểm kiểm tra, đoàn sẽ xem xét, đánh giá việc thực hiện tạo mã QR địa điểm và dán mã QR tại địa điểm hoạt động của các đơn vị, việc kiểm soát chặt chẽ nhân viên, người lao động và khách hàng đến làm việc, giao dịch, mua sắm, sử dụng dịch vụ thông qua việc quét mã QR địa điểm. Thưa quý vị, tính đến ngày 30 tháng 9, thì tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Khánh Hòa thông qua hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội đã hơn 3.316 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 99,8% trên tổng dư nợ, tăng 206 tỷ đồng so với đầu năm. Thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Trong đó, Hội Phụ Nữ có mức dư nợ cao nhất với hơn 1.507 tỷ đồng, chiếm 48,21%. Hội Nông dân có mức dư nợ hơn 1.109 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35,5% trong tổng dư nợ. Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên có mức dư nợ thấp nhất. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quá hạn trong thời gian qua khá cao. Tính đến ngày 30 tháng 9, nợ quá hạn đạt trên 8 tỷ 900 triệu đồng, chiếm 0,27% trên tổng dư nợ ủy thác, tăng hơn 1 tỷ đồng so với đầu năm. Nhằm giảm mức thấp nhất nợ quá hạn, Ngân hàng Chính sách Xã hội Khánh Hòa đề nghị các tổ chức chính trị rà soát lại tất cả các khoản nợ, đề ra các biện pháp xử lý nợ động, tiếp tục kiện toàn củng cố hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện tốt công tác giám sát các phiên giao dịch, kiểm tra giám sát hoạt động của tổ, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng triển khai thu nợ gốc, thu lãi của tổ viên, thanh toán ủy nhiệm với tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn bằng chuyển khoản. Thưa quý vị, mới đây thì Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều và Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm và cho thông chốt cầu Ba Dầu. Cầu Ba Dầu dài 63m, ngang 5,5m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí xây dựng gần 2,8 tỷ đồng do huyện Thoại Sơn làm chủ đầu tư. Dù cầu Ba Dầu hoàn thành khoảng gần 2 tháng, nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên thời gian qua lãnh đạo hai huyện Thoại Sơn và Châu Thành thống nhất đóng chốt hạn chế người dân lưu thông để đảm bảo công tác phòng dịch. Đến nay tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nên hai địa phương tiến hành tháo rào chắn nhằm tạo điều kiện cho người dân giao thương hàng hóa, giúp việc đi lại của người dân hai huyện thuận lợi hơn.